sau khi xảy ra hàng loạt vụ tấn công khủng bố tại Bruxelles, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ cho biết, tính tới thời điểm này, chưa có thông tin nào về người Việt Nam trong số các nạn nhân của loạt vụ khủng bố. Chúng tôi đã liên hệ với ông Vương Thừa Phong, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Bỉ để biết thêm chi tiết. Ngay từ sáng sớm sau khi được tin về vụ khủng bố, thì Đại sứ quán đã ngay lập tức liên hệ với chính quyền sở tại, liên hệ với Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Bỉ, Cục Ngoại kiều Bộ Nội vụ Bỉ. Chúng tôi cũng liên hệ với đại diện của các hội đoàn cộng đồng người Việt Nam cùng sinh viên ta và bạn bè Bỉ để nắm tình hình. Chúng tôi cũng đã liên hệ với các bệnh viện lớn của thủ đô và xung quanh khu vực sân bay để nắm thêm thông tin về các nạn nhân khủng bố. Thì phải nói rằng là cho đến giờ phút này thì chưa có thông tin nào về người Việt Nam trong số nạn nhân của các cuộc khủng bố ở Bruxelles hôm nay cả. Chỉ có trường hợp là có một cán bộ ngoại giao của đại sứ quán ta trên đường đi họp bằng tàu điện ngầm đến ga Manbet ngay cạnh trụ sở của Hội đồng Châu Âu thì tàu bị đánh bom. Nhưng mà đồng chí cán bộ ngoại giao của ta ngồi ở toa cuối cùng của chuyến tàu này may mắn thoát nạn trở về nhà an toàn. Hiện nay thì với sự chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán đang tiếp tục phối hợp với chính quyền sở tại theo dõi sát tình hình, có phương án hỗ trợ và bảo hộ công nhân trong trường hợp cần thiết. Đồng thời, sứ quán cũng khuyến cáo bà con cộng đồng và lưu học sinh ta bình tĩnh, chấp hành các quy định hướng dẫn của chính quyền Bỉ, cảnh giác phòng chống khủng bố. Sứ quán cũng đã thiết lập đường dây nóng với hai số máy là 0032 4853 15965 và số máy thứ hai là 0032 4983 5244 để liên hệ với các vấn đề liên quan.